Hello, Võ tiếp tục chia sẻ một cái mẫu bốp luôn cho mọi người xem. Mặc dù nó không có gì là mới lắm nhưng mà cũng chia sẻ để cho mọi người biết cái kỹ thuật mà có hay áp dụng. Đây mọi người chờ đợi một chút xíu nha. Em cầm cái này cho nó chắc cái tay này. Đó, tay cầm ra đây. Cầm như này thì nó đỡ bị gì đấy đúng không? Có gần quá không? Đó. Gần quá. Đây, như này. Để làm sao cho mọi người dễ nhìn. Có gần quá. Thoáng hơn, ok. Form này thì đầu tiên chúng ta sẽ bấm cái độ dài chúng ta mong muốn nha. Bấm cái độ dài chúng ta mong muốn. Mọi người đưa về một độ dài mọi người cắt. Đây là mình cắt cái đường viền, đường chu vi á. Đường chu vi của chúng ta mong muốn cái form này nó như thế nào thì chúng ta sẽ bấm đến cái độ dài chúng ta định cắt. Sau khi mà chúng ta bấm cái đường viền này xong rồi thì mình đã xác định được là cái kiểu tóc này của chúng ta nó sẽ ở phía sau, nó sẽ đến đây. Còn cái việc chúng ta nâng lên tạo lớp nhiều hay ít thì nó là cái việc chúng ta xây dựng cái đầu bốp nó như thế nào. Đó. Còn nó như này cho nó dễ nhìn hơn này. Ok. Ở đây thì Võ sẽ sử dụng kỹ thuật disconnect một chút. Vì cái chân gáy này rất là sâu. Đấy, nhưng mà phải thấy chân gáy rất là sâu. Nên là mình muốn nó cao hơn tí nữa. Khi mình nâng lên như vậy thì chỗ này nó sẽ mỏng đi. Bạn bỏ bớt đi độ nặng ở phần dưới này. Nó vẫn phải giữ được nguyên nhá. Đấy, sau khi chúng ta loại bỏ bớt cái lớp ở phía trên đi rồi á, thì ở phần dưới cùng của chúng ta cái đường viền nó sẽ nhẹ đi. Thì lúc này chúng ta có thể cho nó cao lên một tí nữa cũng được. Cao lên một chút. Việc mà chúng ta lấy độ dài ngắn hay dài nó còn phải phụ thuộc vào cái khuôn mặt của khách hàng nữa. Thế nào là cho nó phù hợp? Ok. Tiếp tục mình sẽ xây dựng cái lớp phân khu thứ hai này. Đó. Xây dựng cái phân khu thứ hai. Ta đi theo cái đường viền ở phía dưới, bấm nó đi đã. Bấm bớt cái phần đường viền này đi. Bây giờ
ta lưu ý là phải giữ độ dài ở hai bên này nhé, đường viền. Cơ bản cái form này thì mình sẽ xây dựng để nó dễ phồng và nó dễ ôm. Em nói sửa máy thì anh cầm đi. Sửa máy tóc kia đi. Dễ phồng và dễ ôm. Chúng ta nếu mà có muốn cắt liên kết cũng được hoặc là không liên kết cũng được, tùy theo người mong muốn sử dụng. Đây nó sẽ cắt liên kết lên để lấy cái độ phồng này. Nếu mà chúng ta cắt không liên kết thì nó sẽ hơi bị nặng. Chúng ta chỉ không liên kết phần khu phía dưới thôi.
phân khung mái. Sau khi mình cắt phân khung mái xong thì mình sẽ liên kết ở phía đằng sau, tạo cái hình khối tròn ở phía trước. Mình sẽ liên kết phần khu phía trước về phía sau này. Ở đây chúng ta có thể liên kết hoặc không liên kết chỗ này, mái với cả phần này, tùy theo mức cái mọi người mong muốn nhé. Thì ở đây võ tạo cái hình khối tròn này là võ sẽ liên kết này. Không liên kết cũng được, không sao. Như mọi người thấy là mình xây dựng hình khối tam giác, sau đấy thì mình lại xây dựng hình khối tròn, đúng không ạ? Không phải gần như thế đâu em, vừa vừa thôi. Hôm nay mình sẽ liên kết lại hình tròn.
tỉa. Đợi một chút xíu. Thế này nhỉ. Một chút nữa để tỉa cho nó mềm mại. Đấy, cái form này là form mà để cho nó bị cài nhẹ vào tai ấy. Nhà mình sấy bung lên là nó sẽ phồng, nó khô nhẹ nhàng. Đúng rồi. Vẩy hay không thì còn phải do mình chăm nữa. Ví dụ mình bộ mũ bảo hiểm không tránh được cái việc đó, nó phải cố gắng lên. Chưa sấy mà nó sẽ bấm đường chu vi không? Tại vì khi mà mình chưa sấy thì cái đường viền chu vi nó sẽ là đường chính xác nhất khi mà khách hàng sấy ở nhà. Còn bây giờ mình sấy tạo kiểu lên thì ở nhà khách hàng sau khi mình bấm đường viền chu vi này, còn khách hàng sấy không được như vậy thì nó sẽ bị lệch. Nên là cái đường viền này chúng ta nên bấm cái lúc mà nó khô, sấy khô xong. Sấy nước nước còn một tí cho anh.
bác sĩ của mình bảo anh em đeo khẩu trang là
nữa.